5 số hả? Trời ơi, nhầm gọi quá trời luôn. Đi một lần từ đó tới nay quá trời lâu rồi. Cả năm trời rồi. Dịch luôn, không ra đường. Về mua thuốc của cô Thủy về cũng không sức luôn. Không hết luôn. Không sức luôn. Vậy sao hết mụn? Không có kỹ á. Phải làm sạch da. Cái đứa con trai nó lão, nó không có quan tâm, nó cứ ngứa ngứa rồi nó móc móc rồi. Tầm một tuần tới 10 ngày sau như chị, anh ấy làm gì cũng ra mà mình để bao có để đi có xài mấy cái sữa rửa mặt nó đang xài sữa rửa mặt nó em thấy không phù hợp với bé đâu, mình lấy cái chai này có bán không? Dạ có. Như bữa đó chị đi có một lần đó chứ mấy đúng không chị? Đúng rồi. Hãy subscribe.
Mụn quá trời. Siêu thơ khổng lồ. Chị sáng đi, chị sáng đợi 20 phút nữa mới xong. Mm-hmm.